Oh, yeah. Oh, in there. Thank you.
tăng vào. Chị cũng mỏi luôn. Em này em sao hôm đau không? Dạ. Em hôm đau không? Không. Bình thường đó mày. Hồi trước chị nhớ lúc em còn nhỏ mày dẫn đi nằm hụn cơm đau đau mà sao giờ cứ bình thường sao vậy hả? Em cũng biết. Đúng không? Hồi đó em đi nặng rồi cũng kêu đau chứ. Giờ này biết sức quen. Dạ. Hồi đó mẹ bảo quay sang cho mẹ cho chị nặng kỹ vào. Còn em sợ đau cứ né. Thế chị vẫn nhớ mẹ em hả? Ừ, chị vẫn nhớ giọng mẹ em. Hồi đó mẹ em kể chị nghe chuyện ma. Em nhớ vụ chuyện ma đó không? Không. Chuyện ma mà cái âm mưu á. Không nhớ. Người đã mất rồi mà mất là cái mất tai nạn á, đứng ngoài đường á. Xong rồi cái em gặp ông này đó nghe về cái mượn áo mưa và kêu nó chỗ về giùm. Ê có. Đến khi hôm sau qua trả mưa thì nhà đã kêu cái người con gái mất rồi. Ông đang hết hồn.